Này, mày đứng đây làm gì mà không đi bắt thích khách? À, chả hiểu sao ấy, tự nhiên tao bị đau bụng mày ạ. Úi dồi ôi, ai à, đau quá. Tao nhìn như mày bị kiết lỵ. Ờ, trông mặt mày ngu ngu, thế mà thông minh ra phết nhỉ. Ờ, chả hiểu sao ấy, những lúc nguy cấp ấy, là tao lại bị đau bụng. Mà, bây giờ muốn đi nhưng mà không hiểu sao, không đi được mày ạ. Nghe mà thốn cho mày, đã kiết lỵ còn bị táo. Không phải là bị táo bón, nhưng mà... Mà thôi, anh em mình còn phải đi bắt thích khách cơ mà. Đi. Ừ nhỉ, đi nhanh nhanh đi. Đừng có ấy, không lại thốn ra đây nhá. Ừ, đi, tao vào bụi kia tí. Đứng lại, tên khốn nhất, đứng lại. Ngươi chính là tên trộm đã lọt vào đây từ đêm hôm trước. Nói ra, Thanh Bảo Kiếm đâu? Ta đã nói với cô rồi, ta chỉ đuổi theo kẻ gian để lấy lại Thanh Bảo Kiếm thôi. Ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi sao, tên trộm vặt? Lần trước ta đã tha mạng cho ngươi một lần, ta sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm này nữa đâu. Giờ thì cô có cơ hội rồi. Ta đã nằm trong tay của cô. Nhưng ta nói thật, mỗi khi nhìn cô nguy hiểm, trông cô lại rất xinh. Cái gì? Ngươi nghĩ là ngươi có thể thoát được ta à? Nhà ngươi trói gà còn không chặt, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dã quỳnh. Còn lâu người mới bắt được ta. Sao cô nội công thâm hậu thế? Ta làm gì cô mà cô cứ đuổi theo ta? Không theo anh thì ta theo ai? Ta nhất định phải lấy lại được những gì đã mất. Ê! Cô bình tĩnh đã. Ta cũng nói luôn, thanh kiếm đó không phải là của cô. Sao ngươi lại nói là không phải của ta? Thì ta biết đó là bảo bối của một cô gái. Ngươi đừng có nói sang bậy. Vì sao ngươi biết? Vì chính cô gái ấy đã chết trên tay của ta. Ngươi nói sao? Vậy chính ngươi đã giết chết chị gái ta? Ngươi nói sao? Đấy là chị gái của ngươi à? Phải. Hôm nay ngươi sẽ phải đền tôi. Ta nói là chị ngươi chết trên tay của ta, không có nghĩa là ta giết chị ngươi. Vậy ai? Ai là người đã giết chết chị ta? Ta không biết. Ta chỉ biết rằng lúc đó ta có đi ngang qua thôi. Ngươi... Chị... Vậy bây giờ chị gái ta đang ở đâu? Ta đuổi theo kẻ gian, đến khi quay lại thì không thấy chị của cô nữa. Vậy có khi nào chị ta vẫn còn sống không? Mà có điều gì đó sai sai. Rõ ràng ngươi nói chị ta chết trên tay nhà ngươi cơ mà. Giả dối. Cô bình tĩnh nghe tôi kể đã. Mau kể đi. Ah!
Thế Tiên Hành Đạo. Đây rồi, thanh bảo kiếm của ta. Đằng nào người cũng chết, ta sẽ cho người nhìn mặt ta trước lúc ra đi. Này, dừng tay. Dừng tay. Cô có làm sao không? Đuổi theo hắn. Bảo, bảo kiếm. Cô nương, cô nương, hắn chạy mất rồi. Cô nương, cô nương ơi, cô nương. Đi đâu mất rồi? Cô nương, cô nương. Chuyện là như vậy. Ban đầu tôi nghĩ chị của cô tìm một người tên Bảo, sau mới biết chị cô tìm thanh bảo kiếm, nhưng đã bị một kẻ gian cướp đi rồi. Người có nhớ mặt kẻ gian đó không? Ta không biết nữa, chỉ biết đó là một viên quan triều đình. Quan triều đình là Đinh Hải. Ta đoán không sai mà, là Đinh Hải đã giết chết chị ta. Lão già khốn kiếp, hại cả gia đình ta vào chỗ chết còn chưa đủ, lại còn phải đẩy những người dân xung quanh ta vào chỗ chết. Mong cô bình tĩnh. Như vậy Đinh Hải là kẻ gian. Tôi và cô hãy thanh trừ tên tham quan đó. Người đừng hòng đánh trống lảng. Trước tiên người hãy đưa cho ta thanh bảo kiếm đã. Cô nhìn đi, trên người ta làm gì có thanh bảo kiếm. Cô xem ta giấu ở đâu được. Vậy thì ngươi phải đưa ta đến chỗ đồng bọn của ngươi, nơi đang cất giấu thanh bảo kiếm. Đồng bọn? Ta không có đồng bọn. Một tên trộm cắp vặt như ngươi mà không có đồng bọn sao? Ngươi đừng tưởng qua mắt được Dã Quỳnh này dễ thế. Mau đưa ta đến chỗ thanh bảo kiếm. Doan. Đúng là ta có đồng bọn thật, nhưng mà biết đâu thanh kiếm đã rơi vào tay một cao thủ khác. Nội công của chúng ta không thâm hậu, thế đâm ra là không lấy được thanh bảo kiếm đó đâu. Ta nhất định sẽ phải cho Đinh Hải biết được cảm giác mất người thân như thế nào. Nhưng trước tiên nhà ngươi phải đưa cho ta thanh bảo kiếm đã. Mau. Xin cô hãy tin ta. Cô bình tĩnh đã. Quỳnh Hương! Kìa thầy! Thầy! Thầy làm sao đấy ạ? Quỳnh Hương! Quỳnh Hương ơi! Thanh gươm báu còn đây, mà nàng nơi đâu? Quỳnh Hương! Quỳnh Hương! Kìa thầy! Thầy! Thầy làm sao vậy ạ? Thầy biết chủ nhân của thanh gươm báu à?
Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Khoan! Đào kiếm vô tình. Cô nương vui lòng cất kiếm đi. Ôi, ai rồi ôi! Hai người đúng là lũ ăn hại. Này, cô ta là ai đấy? Cái vong của ta đấy. Vong á? Ai nói các ngươi ta là vong? Giáo quỳnh ta làm bằng xương bằng thịt mà. Các ngươi nhanh đưa ta đến gặp sư phụ các ngươi, không thì đừng trách ta ác. Ngươi chẳng ác là gì? Có bao giờ ngươi hiền đâu? Ngươi không phải dọa. Cả đêm qua còn bám theo ta, không khỏe như trâu. Khoan, mình bình tĩnh, cất kiếm đi. Đào kiếm vô tình. Ngươi là lộ hết rồi à? Cô ta nội công thâm hậu, đuổi ta cả đêm qua mà ta không cách nào có thể trốn cô ta. Nhà ngươi, ngươi dù là kẻ tiểu nhân nhưng trước mặt ta nên ăn nói cho cẩn thận. Giữ mồm giữ miệng chứ. Thôi bây giờ tôi ta sợ gì cô? Này, nhà ngươi. Ê, vị cô nương này cứ bình tĩnh nhá. Cô Nương, ngươi biết chị của ta sao? Thì ra là Dạ Quỳnh. Ngươi biết cả ta sao? Biết chứ. Ta biết nàng từ khi nàng còn nhỏ, từ khi nàng còn là một bông hoa quỳnh nhỏ nhoi. Ta hình như ta chẳng nhớ gì cả. Ngươi, hay chính ngươi là kẻ đã giết chết chị gái ta nhằm chiếm đoạt thanh bảo kiếm. Ấy, vị cô nương này, đừng có ăn nói hồ đồ. Sư phụ của ta không phải loại người như vậy. Cô nương cất kiếm đi. Không, ngươi nói đi. Đúng là ta muốn chiếm đoạt cây kiếm. Ngươi. Nhưng mà với mục đích khác. Mục đích của ta là muốn chiếm đoạt thanh kiếm đó, là muốn trả thù cho người con gái mà ta yêu. Trả thù cho người con gái mà ta đã đời đời kiếp kiếp thương nhớ nàng. Dạ, bẩm quan vẫn chưa tìm thấy thanh kiếm ạ. Một lũ người như thế này mà để thanh kiếm mất một cách dễ dàng như vậy, mở mồm ra là ngài cứ tin ở tôi một lúc vô dụng. Không tin nữa, lui. Đã nghe, lên. Dạ bẩm quan, bọn con đuổi theo mãi mà không kịp ạ. Vô dụng, lui. Đã nghe. Dạ bẩm quan, tên trộm hoàn toàn không lề lại dấu vết gì ạ. Ôi trời ơi đấy, khổ thân tôi không. Nuôi 3 năm chỉ dùng có 1 giờ mà không xong. Mà tại sao mày lại biết là nó không để lại dấu vết hả? Dạ, tại nó không để lại dấu vết gì ạ. Ôi trời ơi, lui. Lục tung hết tất cả cho ta, từng ngọn cây bụi cỏ, không cho một người nào ra khỏi phủ tôi chưa? Rõ chưa? Vâng, xin ngài cứ tin ở tôi ạ. Ôi trời ơi, cứ tin ở tôi, đi luôn. Lần này địch thần ta sẽ ra tay. Đi. Cha mà đã ra tay á thì gạo sẽ xay ra thành cám. Quỳnh, nàng đang ở đâu? Quỳnh ơi, nàng đang ở đâu? Nước chè đây. Chúng mày lục tung tất cả các xó xỉnh ta, tìm bằng được tên trộm ra đây. Xin ngài hãy tin ở tôi. Tin ở tôi à? Câu nói đấy là của tao. Chúng mày hãy tin ở tao, lục soát tất cả cho tao.
Ông nhá, lâu rồi nhá. Thưa ngài, chúng tôi đã lục soát hết từ ngõ ngách, không thấy cái gì. Đồ ăn này, ngài cứ tin vào tôi. Nhai lại, câu nói đấy là của tao. Tất cả theo tao, lùng sục đi mang được tên trộm về. Quan với cách, năm ba ngày hành dân. Đấy, cái chỗ nó bằng cái lỗ mũi này, giấu làm sao được người. Đúng rồi đấy, trẻ không tha, già không thương, còn mất dạy. Sư phụ làm sao đấy ạ? Nàng ấy vẫn còn sống. Tử Minh, ta cũng tin là chị ta vẫn còn sống. Ta tin chắc sẽ tìm được nàng. Ta sẽ đi tìm với ngươi, đi. Nhưng mà sao sư phụ biết? Chị, người kém thế. Sư phụ có thiên lý nhãn. Thế có ai nói đâu mà biết. Nhỉ. Ta tin chắc Quỳnh Hương đang ở đâu đây trong cuộc sống này mà thôi. Chắc chắn nàng ấy đang ở quanh chúng ta mà thôi. Ta sẽ đi tìm với ngươi. Bây giờ chúng ta phải đi đâu để tìm hả sư phụ? Chúng ta phải đi đâu tìm ạ? Huyện phủ. Sư phụ, đợi con với. Mạnh Sinh phủ. Đi thôi. Ta sao thế? Đi. Ta... Mạnh Sinh thực chất cũng chỉ là một tên trộm cắp vặt. Tất cả những gì mà Mạnh Sinh muốn chẳng qua cũng chỉ là đi lấy lại thanh bảo kiếm để mang ra chợ bán lấy tiền. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ đang nói tất cả những gì nhà ngươi nghĩ thôi. Ta không ở đây tranh cãi với hai ngươi. Ta đi đây. Ta cũng không ở đây tranh cãi với ngươi. Dừng lại! Ngươi không bắt được ta đâu! Mạnh Sinh! Ôi, thôi, tôi xin hai người đừng đánh nhau nữa. Thật lại hại. Ngươi còn chưa biết hết tác dụng của thanh kiếm thần này đâu. Thôi, đã bảo thôi rồi. Ôi, nó chạy đây. Sư phụ ơi, con mệt với hai người họ quá. Ui, cứ gặp nhau là cãi nhau. Đấy, kìa. Mạnh Sinh và Dạ Quỳnh vốn dĩ họ là một cặp đôi oan gia trái chủ, cho nên họ chỉ mang đến khổ đau cho nhau mà thôi. Oan gia trái chủ. Bảo sao mà cứ gặp nhau là cãi nhau chí cha chí chóe. Đấy, hôm nay suốt từ sáng đến giờ đấy. Dù có gặp nhau ngàn đời ngàn kiếp thì mãi mãi họ vẫn chỉ mang đến nỗi khổ đau cho nhau, cho đến chết mà thôi. Cho đến chết? Khổ vậy hả thầy? Trần ai là bể khổ mà. Tại sao con phải hỏi ta câu hỏi như thế? Dạ, bởi vì con không hiểu thầy ạ. Vốn dĩ những kẻ không vướng bận vào vòng sinh tử luân hồi cũng không thể thoát được. Nhưng mà con vẫn không hiểu là tại sao con người ta luôn luôn khao khát sự bất tử hả thầy? Muốn được bất tử cũng phải trả giá nhiều lắm. Đó là con người ta phải sống với nỗi cô đơn đến vô hạn và lần lượt chia tay những người yêu thương ở lại thế gian mà ôm một nỗi cô đơn hưu quạnh. Ta nghĩ đó là một cái giá ngang với cực hình. Dạ, thế nhưng mà như thầy thì có thể coi là bất tử không ạ? Không. Ta vẫn là người vướng bận vào vòng sinh tử luân hồi, cho nên chưa thể coi là bất tử được. Con hiểu rồi. Thế nhưng mà con nghĩ sư phụ có một khả năng khác người. Đấy là sư phụ luôn luôn nhớ được những gì đã trải qua. Con nghĩ đấy là tâm hồn bất tử rồi chứ nhỉ? Con rất là thông minh, đã đoán ra điều đó. Đúng như vậy, ta có một khả năng rất khác người. Đó là trải qua hàng ngàn kiếp, nhưng mà ta vẫn nhớ được những chuyện ở xa xưa. Chính vì thế cho nên ngàn đời ngàn kiếp, ta vẫn chỉ có thể gặp được người ta yêu ở trong chốc lát mà thôi, rồi nàng ấy lại tan biến đi mất. Người không bắt được ta đâu. Mau dừng lại, trả ra thanh bảo kiếm, nếu không đừng trách ta. Bắt ta đi. Dạ Quỳnh, là nàng đó. Đinh Vũ,
Dạ Quỳnh, nàng về với ta đâu? Thiếp đây. Nàng đừng bỏ ta đi nữa nhá. Ta chỉ cần ngắm nhìn nàng như thế này thôi. Nàng có biết rằng ta nhớ nàng lắm không? Thiếp đây rồi. Công tử. Công tử ạ. À? Sao ngươi đứng ở đây hả? Dạ, công tử uống rượu say từ hôm qua, con đứng đây canh gác cho công tử ạ. À? À đúng rồi. Quỳnh. Quỳnh của ta đâu? Quỳnh của ta đâu? Hả? Quỳnh của ta đâu? Quỳnh của ta đâu rồi? Các người có đi tìm Quỳnh cho ta không? Hả? Dạ, chúng con đã tìm mấy ngày nay rồi mà không thể tìm thấy gì ạ. À? Đúng là cái lũ ăn thại. Có mỗi một đứa con gái, thế mà các người không đi tìm được à? Hả? Mau, mau, đi tìm nàng về đây cho ta. Dạ. Quỳnh ơi, nàng ở đâu? Nàng về đây với ta đi. Quỳnh ơi. Sư phụ đâu? Sư phụ đâu? Sư phụ đâu? Ta đây. Giật hết cả mình. Vừa mất Thanh Bảo Kiếm mà chúng lại canh phòng lồng này như thế này sao? Ta nghĩ cứ xông vào đi, không phải xem xét gì nữa. Sư phụ ta nói đúng đấy, cứ hấp tấp coi chừng hỏng việc. Làm sao mà hỏng việc được khi ta đã có Thanh Bảo Kiếm đệ nhất thiên hạ ở đây rồi. Thôi được rồi, muốn xông vào cũng được, thế nhưng trước hết ý, chúng ta cần phải che giấu phân thận của chúng ta đã. Đây, khăn bịt thận á? Ẩn nhân thân phận, khăn bịt mặt đây, che vào. Khoan, tất cả nghe đây, ta quyết định chờ trời tối chúng ta sẽ đột nhập vào phủ. Còn bây giờ thì rút đi. Dạ, bẩm quan, đúng như ngài dự đoán, bọn chúng đã xuất hiện ạ. Chúng đi mấy người? Chúng đi 3 người, một trong 3 thằng cầm Thanh Bảo Kiếm. Bọn này giỏi thật, dám làm cho ta tức giận. Bày binh bố trận cho ta. Dạ, tuân lệnh. Khốn này, ta sẽ di chúng mày bẹp di như một con kiến. Khoan đã sư phụ, con thấy có gì đó không ổn sư phụ ạ. Trong phủ tại sao mà lại không có một tí ánh sáng nào? Xung quanh tối đen như mực. Thế này dễ có mai phục lắm á. Mai phục gì mà mai phục? Nhà ngươi đừng có đa nghi. Ta cam đoan dễ có mai phục lắm. Nhà ngươi cũng thấy đấy. Thấy chưa sư phụ, con đã bảo rồi mà. Có mai phục là có mai phục mà, phen này thì chết chắc rồi. Im miệng. Ngày hôm nay nhất định ta sẽ phải tìm ra được chị của ta. Có phải lục tung cả cái huyện phủ này lên cũng phải tìm bằng được. Nào, các người đã biết tên tuổi của ta rồi đúng không? Đừng có manh động. Mọi người nghe đây, bây giờ ta sẽ đi tìm Quỳnh Hương, còn lại khắc hiếu dạ bảo vệ Giã Quỳnh. Dạ vâng. Không được, ta cũng phải đi tìm chị của ta. Không được, chị của ta mới có thể biết nàng ở đâu mà thôi. Vậy được.
Thế thiên hành đạo, mong người và thanh bảo kiếm này hãy hòa vào làm một để diệt trừ hại giúp muôn dân. Thanh bảo kiếm này của ta đã rất lâu không có mùi máu. Nào các ngươi, sao không xông lên đây? Các ngươi là cao thủ hay thảo đế vậy? Xông lên! Nàng có thể đi đâu được chứ? Nàng nói cha mẹ nàng đã mất sớm, không còn họ hàng thân thích. Có lẽ nào nàng bị bắt cóc ư? Không được, ta phải nhờ đến cha ta giúp đỡ mới được. Có thấy cách bảo vệ công tử? Có thấy cách bảo vệ công tử? Này, có chuyện gì thế? Bẩm công tử, tên thích khách ăn trộm kiếm đã quay trở lại. Đại quan hạ lệnh công tử ở trong phòng để bảo toàn tính mạng. Giá như có Dã Quỳnh ở đây thì nàng sẽ bảo vệ ta. Đây là kế sách của đại quan. Công tử nên lui vào trong phòng, ở ngoài này loạn lạc rất nguy hiểm. Người nghĩ ta sợ chết như thế à? Quỳnh Hương! Quỳnh Hương! Quái lạ! Tại sao phủ quan lại vắng tanh vắng ngắt thế này? Tên quan tham này không hiểu giấu nàng ở đâu. Đã khen cho nhà người to gan thật, dám vào huyện ăn cắp bảo kiếm của ta. Mày đâu? Gô cổ lại cho ta. Các người có giỏi thì xông vào. Người mới chính là người ăn cắp đồ của ta, hãy mau trả lại cho ta. Hỗ trợ đồ của ta, tại sao nhà ngươi lại dám nói là của nhà ngươi? Cũng sược, của ngươi hay là của ta? Ngươi giấu nàng ấy ở đâu? Hãy mau trả lại nàng ấy cho ta. Thưa đại quan, sao rồi ạ? Sao mới rằng cái gì? Người đúng là vô dụng. Các cao thủ người đưa đến đây để nằm la liệt cái kia kìa. Dạ, xin ngài cứ tin tưởng ở tôi ạ. Tin tưởng? Thì con kia đâu rồi? Dạ thưa ngài, trong kia. Lôi cổ ra đây. Thưa ngài, đây ạ. Cứ bỏ cô ra. Chào cô nương xinh đẹp. Cô vẫn nhận ra tôi chứ? À. Kìa,
Sao lại nhìn nhau bằng đôi mắt tình cảm như thế hả? Con tiện tì này, bảo mà dạy tao cách sử dụng bảo kiếm, mày không dạy, để bây giờ mất trộm rồi. Đình Hải, ngươi đúng là cái đồ rắn độc, độc ác như ngươi thì muôn kiếp cũng không thể sử dụng được đâu. Come on, mày mở mồm nói một câu nữa, đầu lìa khỏi cổ luôn. Bỏ tay ra. Chúng mày có đứng đấy à? Nhặt châm cho cô ấy. Chết cũng phải chết cho nó đẹp, cho nó xinh. À. Nào, đứt cổ họng bây giờ. Ô hay, đi bắt hết chúng nó lại. Dạ, ngài cứ tin ở tôi ạ. À. Ôi giời ơi. Hey. Thật không ngờ tên xấu xí như ngươi cũng có lúc được việc phết đấy. Chỉ không biết tên mạnh sinh, trong lúc chúng ta đang chiến đấu thì hắn ở đâu không biết. Cô đừng vội trách Mạnh Sinh. Ừ? Mạnh Sinh là kẻ thông minh. Về sức ấy, thì hắn có thể yếu hơn người khác, nhưng về trí thông minh ấy, ít người có thể lại được hắn. Chắc là hắn đang có việc cần phải sắp xếp. Chị, tên kia, Dạ Quỳnh, mau thả chị ta ra. Dừng lại. Nhắm người vào vô vẩn, ta cắt cổ luôn. Đi. Tên kia, mau thả chị ta ra. Khí phách nhỉ, mà ta nghe giọng có vẻ quen quen. Bỏ cái khăn ra. Là ta, đương nhiên phải quen rồi. Dạ Quỳnh đây. Giờ ta mới hiểu, hóa ra người cố tình tiếp cận con trai ta để hòng chiếm đoạt thanh bảo kiếm. Nói láo, thanh bảo kiếm này không phải của nhà họ Đinh các ngươi. Cầm mồm, mau trả lại cho ta ngay, nếu không ta sẽ cắt cổ con chị mày. Không được, không được giao bảo kiếm cho hắn. Cái gì? Không được. Cầm mồm. Nếu nhà ngươi không trả ta nhá, thì ta sẽ cắt cổ luôn. Còn nếu trả thì hai chị em nhà ngươi mới có cơ hội để đoàn tụ. Không được. Thanh bảo kiếm là bảo kiếm của dòng họ, không được giao bảo kiếm vào tay kẻ tham quan và mất tính người như hắn được. Cầm một. Trả ngay. Được. Vậy ta đồng ý. Chị. Chị. Nàng không thể chết được. Ta tìm nàng từ rất lâu rồi. Quỳnh Hương ơi. Hóa ra là chàng. Chàng vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của ta. Quỳnh Hương ơi. Nàng yên tâm, ta sẽ cứu nàng mà. Nàng được chết. Có lẽ muộn rồi. Em ơi, hứa với ta là không được giao thanh bảo kiếm cho kẻ xấu, sẽ làm khổ muôn dân. Hứa với ta, em sẽ làm được điều này. Quỳnh Hương. Quỳnh Hương. Quỳnh Hương. Hãy xem thanh bảo kiếm của ta đây. Đứng lại. Quỳnh Hương. Xin nàng đừng làm hại cha ta. Người tránh ra. Chính thần đã sát hại chị gái của ta. Giết người phải đền mạng. Nếu như vậy thì nàng hãy giết ta đi. Ta nguyện chết dưới lưỡi kiếm của nàng. Cha.
Ta Mạnh Sinh đây, Ta Mạnh Sinh đây. Sao cô vẫn còn đứng ở đây? Hay là lại tương tư cái tên công tử bột kia rồi hả? Ta còn chưa hỏi tội nhà ngươi đâu đấy. Trong lúc mọi người đang chiến đấu, nhà ngươi ở đâu? Ta đi lo cho ngươi đây nhá. Rồi sau ngươi sẽ biết. Còn mấy cái tên lính lệ này, nếu ta đến sớm nhá, cước vào sau. Ôi, chàng ơi, chàng có đau lắm không? Được lắm, hãy đợi đấy, rồi ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải trả cái mối thù này bằng mọi giá. Trả, cứ để cho con, mối thù này nhất định phải trả. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi trả thù sao? Ngươi, ngươi có giỏi thì đánh ta đi. Đường đường là một đấng nam nhi mà không qua nổi ải mỹ nhân. Ngươi thử hỏi, ngươi đã học được gì từ cha của mình? Đừng đứng đó thề thốt nữa, hãy hành động những gì thiết thực hơn đi. Ngươi, thôi đi. Tất cả những kẻ đêm hôm qua lọt vào huyện phủ, truy tìm bằng được, giết sạch cho ta. Dạ, hai người theo ta. Đi. Từ Minh, mau mở cửa. Từ Minh, Từ Minh, người không nên vô lý quá như vậy. Người dù sao cũng đã mất lâu rồi, ông không nên giữ thi thể lâu như vậy chứ. Từ Minh, Từ Minh, ta biết người đang ở trong đó, người không thể lẩn trốn mãi việc này được đâu. Từ Minh, Từ Minh, ở ngoài này có học trò của ngươi, ngươi đừng để ta phải phá cửa xông vào. Kìa, thưa tiểu thư, mong cô hãy bớt giận. Đây là thư phòng của sư phụ tôi. Nếu cô gây ồn ào ở đây, sợ không tiện. Hay là... Hôm nay tôi mệt, xin hẹn hôm khác. Từ Minh, nếu nhà ngươi đã nhất định không ra, ta sẽ tự xông vào. Tiểu thư dừng tay. Hạ khoan. Dạ, sư huynh ạ. Cô đi theo tôi. Nhà ngươi có chuyện gì? Không sẽ phiền phức ấy. Đi. Buông ta ra. Đi. Hôm nay ta nhất định phải đòi được xác chết. Đã bảo đi. Mau buông ta ra. Cô ra đây. Ta có điều muốn nói. Buông ra. Đừng lý lợm nữa. Mau buông ta ra. Cô đứng ở đây. Dừng lại. Cô đứng im ở đấy. Chờ ta. Ta đã nói với nhà ngươi rồi, ta phải đi tính sổ với sư phụ của ngươi. Ta không có nhiều thời gian để đứng đây nghe đôi co đâu. Hạng khoan. Chị Quỳnh Hương. Đúng là như thế. Sư phụ ta thì ít nói, nhưng sau buổi tối hôm đó, ta thấy sư phụ ta đôi khi cũng có những phút giây yếu lòng. Ta rất mong cô cho sư phụ ta thời gian. Ta... Này, tên trộm cắp vặt như nhà ngươi, thế mà cũng có những lúc ngươi nói được những lời tử tế như vậy sao? Cô... Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng qua mắt ta. Chẳng qua nhà ngươi cũng chỉ là cố ý muốn lấy lòng của ta nhằm đoạt được thanh bảo kiếm thôi. Đừng hòng, bỏ ngay ý định đấy đi. Xem ra ấy, thì cô rất bướng bỉnh, nhưng đôi khi lại rất thông minh. Quá khen. Vậy thì xin phép tôi đi trước. Dừng lại. Ấy,
Cô hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Người vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc thì buổi tối hôm trà trộn vào phủ quan, nhà ngươi đã ở đâu? Ta xin nói với cô, buổi tối hôm đó ta trà trộn vào phủ quan là để... Mau nói đi. Để hồi sau sẽ rõ. Đồ xấu xa. Hồi sau sẽ rõ. Đồ đáng ghét. Suýt chút nữa người đã làm cho ta cảm động rồi. Là sao mặt ta lại nóng thế nhở? Quỳnh Hương, em nhớ chị. Quỳnh Hương, Quỳnh Hương ơi, nàng nói gì đi? Có phải ta đang mơ không? Quỳnh Hương ơi, nàng thấy ta tết mái tóc này cho nàng có đẹp không? Quỳnh Hương ơi, ta đã học cách tết tóc này và hôm nay ta tết cho nàng. Sao nàng không nói gì? Có đẹp không? Sao ta và nàng gặp nhau ngắn ngủi như thế? Chỉ là như một giấc mơ sao Quỳnh Hương? Quỳnh Hương ơi, ta thề với nàng, đời này, kiếp này và muôn vàn kiếp khác nữa, ta sẽ mãi ở bên nàng, sẽ mãi mãi yêu nàng. Ta học võ để làm gì? Trường sinh để làm gì? Trường sinh bất tử mà làm gì khi ta không có nàng? Quỳnh Hương ơi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, các sư huynh thấy chưa? Vào vị trí. Sư phụ hiện nay không được khỏe, cho nên ta sẽ thay thầy để lên lớp, chỉ bảo các đệ. Nếu như có gì không hiểu hỏi ta, rõ chưa? Rõ. Vâng. Chuẩn bị. Sách việc nhé, sư phụ ốm ấy thì cho nghỉ đi, lại còn bày đặt đến vào vị trí. Khắc Hiếu, đệ bước lên một bước, bước. Khắc Hiếu là người có võ công và nội công kém nhất lớp đến thời điểm hiện tại, cho nên hôm nay ta yêu cầu đệ một mình tập khí công. Ba vị trí. Sư huynh ơi, đệ mệt lắm rồi. Bắt đầu. Ôi. Sư huynh. Ôi. Các đệ bình tĩnh, không được manh động. Dừng tay. Tất cả các người bao vây cái võ đường này cho ta. Các đệ không được manh động. Dạ, ngài cứ tin ở tôi ạ. Câu này ngươi hay nói với cha ta phải không? Dạ đúng, ngài cứ tin ở tôi ạ. Người nói thì ta tin, còn người làm thì ta biết. Thưa công tử Đinh Vũ, chẳng hay có chuyện gì mà công tử xông vào võ đường như vậy ạ. Nếu như chuyện này mà đồn ra, chắc chắn thiên hạ sẽ chê cười ạ. Ta đến đây để bắt người. Thưa công tử, võ đường của chúng tôi là chốn trang nghiêm, không phải là nơi công tử thích đến bắt ai thì bắt. Kẻ nào ám sát cha ta, kẻ đấy sẽ phải đền mạng. Ta đến đây để bắt sư phụ của các người, chính là Từ Minh. Mong công tử hãy chú ý lời nói của mình. Nếu như sư phụ của tôi mà nghe thấy điều này, chắc chắn người sẽ tức giận.
Dừng tay. Sư phụ. Khá khen cho Đinh Hải đã sinh ra một đứa con bất tài vô dụng như ngươi. Ngươi nói cái gì? Đinh Vũ. Thật không ngờ ngươi đã mất hết tính người rồi à? Đến một người đã chết mà ngươi cũng không tha. Còn nàng thì sao? Nàng lừa dối ta, nàng lợi dụng ta để trộm thanh kiếm bóng của cha ta. Im miệng. Chính là cha ngươi đã lấy mất thanh gươm báu từ chị ta. Ta chỉ là lấy lại những gì đã mất thôi. Thôi, không nói nhiều nữa. Các ngươi bắt hết chúng nó về phủ cho ta. Chúng bay bắt hết chúng nó về quan phủ ta. Các đệ hãy xông lên cho đám quan nhà biết thế nào là sự lợi hại của võ đường chúng ta. Xông lên. Các ngươi đã trúng độc dược của Đinh phủ ta. Trong 2 canh giờ, nếu như không có thuốc giải thì gân tay, gân chân sẽ vỡ vụn. Giải chúng nó vào đây. Tất cả các ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tử Minh, ngươi cũng phải quỳ xuống. Sát thủ đâu? Bắt nó quỳ xuống. Yeah. Yeah. Ôi trời. Tử Minh, ngươi to gan lắm. Ngươi không quỳ đúng không? Được, thế thì ngươi đứng đi. Tử Minh ta, từ khi hành sự trên giang hồ này, chưa biết quỳ trước mặt ai. 2 cái tên kia, đứng lên. Nhanh, võ mà chả vẽ. Nó cột tay nó vào rồi mà vẫn bị đánh ngã. Công tử bình tĩnh, ngài cứ tin ở tôi ạ. Lại cứ tin ở tôi, hả? Không có mưu của ta thì làm sao bắt được mấy cái tên này về đây? Người nói thì hay lắm, cao giá lắm. Ta hỏi ngươi, các ngươi to gan dám đột nhập vào quan phủ để trộm thanh kiếm báu, rồi còn mưu đồ ám sát quan võ của triều đình. Tội này đáng phải chu vi tam tộc. Chu vi là gì? Chu vi á? Vi là cái gì? Chu gì? Chu vi với chu gì thì đều có vần y hết. Các ngươi phải đền tội nhá. Nhà ngươi có giỏi thì nhà ngươi hãy giết chết chúng ta đi. Con nàng ngươi dã quỷ. Đến nước này rồi, ta không... Buông ta ra. Không cứu nổi nàng đâu. Dừng lại. Xin công tử hãy bình tĩnh ạ. Có ngươi, ngươi phải bình tĩnh để đón nhận cái chết đi. Ta không muốn đôi co với một tên nghịch tử. Mà cha của ngươi có mưu đồ tạo phản. Ta e là ngươi chưa kịp chu di tam tộc gia đình ta, ta đã chu di cửu tộc gia đình nhà ngươi rồi. Ngươi chờ đấy nhá. Nói cho nhà ngươi biết, nếu ngươi không tin cứ vào phủ kiểm tra đi. Ta đã đột nhập vào phủ nhà ngươi nhiều lần rồi. Chuyện của gia đình nhà ngươi như thế nào ta biết hết. Ta chỉ cần tâu việc này với nhà vua thôi, gia đình nhà ngươi sẽ bị chu di cửu tộc. Loạn ngôn, loạn ngôn. Cái người cứ tin ở ta đâu? Ra đây. Dạ. Xin công tử cứ tin ở tôi ạ. Người chờ ta một phút. Sao lại một phút ạ? Một chút. Tài cứ ngãnh ngãng hết cả lên. Dạ, ngài cứ tin ở tôi ạ. Người phải giữ những tên này vào ngục tối cho ta, rõ chưa? Dạ, ngài cứ tin ở tôi ạ. Ôi giời ơi.
Người nói thì ta tin, người làm thì ta biết nhá. Mày đâu? Chào ta. Chàng về rồi đấy à? Say chưa? Để tiếp chờ đợi mãi. Ai đấy? À, dạ, con xin chào bà lớn ạ. Dạ, thưa bà, nô tài mới được tuyển vào trong phủ để phục vụ việc bếp núc ạ. Đây là phòng quan lớn. Dạ. Ngươi đến đây để làm gì? Dạ thưa bà, con vào đây là con bê hoa quả cho quan lớn và bà lớn ăn ạ. Dạ. Nếu không có việc gì, thần xin lui ạ. Đứng lại. Ta thấy ngươi rất là khả nghi. Đằng sau lưng ngươi làm cái gì đây? Dạ thưa bà, đây ạ. Rơm. À, con lấy rơm này để ngày mai đun một nồi nước hoa bưởi cho quan lớn và bà lớn tắm đấy ạ. Thôi được rồi, vậy thì ngươi đưa đồ đây, ta cầm cho. Dạ. Mà nhớ là lần sau ấy, không được bén mảng tới đây nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ, con xin phép bà lớn ạ. Ừ, mà khoan đã. Dạ, còn việc gì nữa? Ngươi có thấy quan lớn đâu không? Quan lớn ạ? Ừ. Quan lớn hả bà? À, thưa bà lớn, con nhìn thấy quan lớn nhé, đang chơi với một vài tỷ nữ tung sời lên ở Vọng Nguyệt Lầu ạ. Chưa hết đâu bà lớn ơi, đuổi qua bắt bướm rong chơi ngoài đấy với vài tỷ nữ thân thiết lắm. Để thiếp một mình ở đây rồi lại chàng ra đấy chơi với tỷ nữ. Rồi ôi, thiếp mà bắt được thì tiếp gì? Đúng rồi, sẽ biết tay bà lớn à. Sẽ biết tay bà lớn à. Mình mà không nhanh trí là chết với mụ tà rồi. Ta biết Đinh Hải là một tên cáo già mưu mô xảo quyệt, nên biết có người đột nhập kiểu gì cũng đề phòng, nên ta đã tương kế tựu kế phải y như rằng có tác dụng. Này, ta không ngờ nhà ngươi thông minh đến mức thế đâu đấy. Cũng hay đấy, nhưng mà ngươi cũng chỉ là một tên khôn vặt. Ta có thể xem đây như một lời khen không? Ít ra thì ta cũng cứu được cô. Cô cũng phải cảm ơn ta chứ. Ta cần gì phải cảm tạ? Ta cóc cần. Thôi nào các con, nếu đúng như lời Mạnh Sinh nói thì chắc chắn Đinh Vũ sẽ sớm tìm được về hình nhân thế mạng đó mà thôi. Hãy chờ mà xem. Xem gì mà xem? Các người trật tự, ở đây là công đường, không phải nơi để cho các người tâm sự. Quỳ xuống.